Rồi ạ, ở trong phần planning thì chúng ta đã biết là chúng ta sẽ phải xác định cái phạm vi, đúng không ạ? Cho nên là các bạn dở cái phần handout thì ở đây sẽ là trang 47 nữa. Thì khi mà chúng ta xác định phạm vi planning của một cuộc kiểm toán thì câu hỏi đầu tiên là các bạn đang làm planning cho cuộc kiểm toán interim hay là final audit. Cũng nhân tiện thì phần này mình sẽ phân biệt các bạn interim khác với cả final audit như thế nào. Interim hay còn gọi là kiểm toán giữa kỳ là cái cuộc kiểm toán là chỉ diễn ra cho mục đích là chuẩn bị cho cuộc final audit thôi. Đây ạ, mọi người hình dung là nếu như chúng ta có cái năm tài chính như thế này, đúng không ạ? Như từ mùng 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 ở đây. Thì các bạn sẽ thực hiện kiểm toán final audit ạ. Thì các bạn sẽ thực hiện vào ví dụ như là tháng 2 năm sau. Thì các bạn sẽ audit cả một cái quãng từ mùng 1 tháng 1 đến 31 tháng 12. Thì cái này mình gọi là final audit sẽ diễn ra ở đây, được chưa ạ? Và cái phạm vi của final audit là chúng ta sẽ làm toàn bộ cả một năm. Nhưng ví dụ có rất nhiều trường hợp là khách hàng rất là lớn và đặc biệt là nếu như chúng ta cần phải chuẩn bị trước cho final audit thì mình sẽ có một cái cách để làm cái cắt off đâu đó ở giữa này. Ví dụ như mình lấy thời điểm 30 tháng 9 chẳng hạn thì tầm tháng 10 mình có thể làm interim. Vậy thì interim có hai ý nghĩa, interim audit lúc này có hai ý nghĩa. Thứ nhất là có những cái việc ấy, chúng ta không thể để đến cuối năm mới làm được. Ví dụ như là chúng ta muốn test of control chẳng hạn thì chúng ta không thể để đến cuối năm, chúng ta muốn kiểm tra cái hệ thống kiểm soát nội bộ thì phải làm trong lúc mà họ đang perform trong năm, chứ chúng ta không thể chờ đến cuối năm kết thúc rồi thì nó sang năm sau rồi, đúng không, ảnh hưởng sang năm sau rồi. Và đặc biệt là lúc mà mình đang làm interim audit mà mình nhận thấy có những cái vấn đề, có những cái điểm yếu về hệ thống kiểm soát nội bộ thì chúng ta hoàn toàn có thể suggest khách hàng là để sửa. Và cái việc mà khách hàng sẽ sửa ngay tại thời điểm interim audit ạ, nó sẽ có lợi là đến cuối năm chúng ta đi làm kiểm toán thì cái điểm yếu đấy đã không còn nữa, đúng không ạ? Đấy lý do vì sao mà chúng ta nên làm mà interim audit là vì như vậy. Cái điểm thứ hai nữa đấy là ở thời điểm này chúng ta có thể nhìn được tất cả các cái vấn đề về là trong cái giai đoạn từ mùng 1 tháng 1 đến 19, cái đoạn này chúng ta có thể test, chúng ta test cả substantive procedures, chúng ta test cả test of control, thì lúc này chúng ta sẽ có khả năng là cover cái test đấy tốt hơn. Và chúng ta biết rằng tại thời điểm final audit chúng ta chỉ phải làm có 3 tháng này thôi, đúng không ạ? Để lý do vì sao chúng ta interim và hai lý do nhá. Đây ạ, mọi người nhìn này, use the interim audit để carry out the procedures mà cuối năm khó có thể làm được, đúng không ạ? Thứ hai nữa đấy là chúng ta đây ạ, testing internal control. Thứ hai là chúng ta sẽ kiểm tra cái for the year to date, cái profit loss transaction, vì tại thời điểm đấy người ta đang đang làm, đúng không ạ? Và chúng ta cũng nhìn xem có vấn đề gì có thể ảnh hưởng đến final audit work. Còn ở tại thời điểm final thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu là vào những cái balance mà tất nhiên là chỉ tại thời điểm cuối năm mới có. Ví dụ nhé, inventory count, ví dụ confirmation letter, thư xác nhận, đúng không ạ? Ví dụ như là các account balance và transaction. Chúng ta review event after reporting period thì tất nhiên phải chờ đến cuối năm mới review được. Đó, hay là consider the going concern status. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu như có interim audit, câu hỏi thì có thể hỏi các bạn là có những cái lợi thế gì và vì sao các bạn hãy hãy bảo vệ quan điểm là tại sao lại phải làm interim audit, đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy là nếu các bạn làm interim audit, thực ra là trong thực tế ạ, thì cái lý do để các công ty kiểm toán thực hiện interim audit rất đơn giản là để cuối năm giảm workload đi, bởi vì làm trước đi thì nó sẽ đỡ đỡ công việc đi. Thứ hai là để đảm bảo cái chất lượng kiểm toán, bởi vì chúng ta có thể test of control được. Thứ ba là chúng ta chuẩn bị kỹ càng hơn cho cuộc final audit thì chúng ta làm interim để chúng ta biết trước là có những vấn đề gì tại thời điểm cuối năm, ví dụ như là gửi thư xác nhận, đúng không ạ? Thì tại ngày 30 tháng 9 chẳng hạn là chúng ta đã biết trước các cái số dư rồi, các cái nhà cung cấp rồi, chúng ta có thể chuẩn bị trước rồi. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy các cái kế hoạch kiểm kê của họ, đúng không ạ? Và chúng ta có thể sắp xếp thời gian để tham gia. Một cái điểm nữa đấy là chúng ta sẽ có thể tập trung vào kiểm tra cái giai đoạn interim, ví dụ như là đến tháng 9 chẳng hạn, chúng ta đã kiểm tra từ mùng 1 tháng 1 đến 30 tháng 9 rồi thì đến thời điểm cuối năm chúng ta sẽ giảm workload đi ạ. Đấy ạ, thì đấy là cái lý do vì sao chúng ta lại phải làm interim audit ạ. Tuy nhiên tất nhiên là cũng có disadvantage lớn nhất ấy ạ, là high cost, bởi vì chúng ta đi làm hai lần kiểm toán.
Thứ hai nữa là cũng có những trường hợp thì nó không hiệu quả. Ví dụ những công ty nhỏ quá ấy, thì nó sẽ không hiệu quả đâu ạ. Một cái điểm nữa để làm nếu mà chúng ta tìm, nghĩa là có những trường hợp thì chúng ta nhìn thấy những cái điểm yếu, tuy nhiên không phải là điểm yếu đấy có thể khắc phục được một sớm một chiều. Ví dụ như nó là fraud chẳng hạn, hay là những cái vấn đề về hệ thống chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đấy, thì lúc đó cái lợi thế của interim audit sẽ không còn nữa. Đó. Nhưng tuy nhiên thì cân nhắc, và mình cũng nói lại là hầu hết là các công ty lớn, các cái khách hàng mà lớn nhất thì người ta mới làm interim audit ạ. Vậy là chúng ta đã trả lời câu hỏi là interim thì khác gì final audit, đúng không ạ? Và ví dụ như là hôm nay các bạn, nếu như bạn nào đang đi làm ở các công ty kiểm toán thì thời điểm này là thời điểm các bạn đang làm interim audit đấy ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sang một cái phần thứ hai. Tại sao chị nói rằng là hôm nay chúng mình sẽ với nhau về lý thuyết thì phần này rất là nhiều. Và ở đây chúng ta sẽ có một dạng bài mới, đấy là dạng bài Identify the weakness, deficiencies in the internal control system. Tại sao chúng ta lại quan tâm đến internal control system của khách hàng? Thì cái này thì chị sẽ giải thích một chút lý do vì sao chúng ta evaluate the internal control. Thứ nhất là ở đây ạ, chúng ta có một cái mong muốn để thực hiện cái việc là đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, là bởi vì chúng ta nhìn thấy rằng nếu như khách hàng có rủi ro, có control risk. Hôm trước chúng ta học về rủi ro rồi đúng không ạ? Có control risk. Nếu mà control risk mà set to be high, hay nói cách khác là hệ thống internal control của khách hàng là không hiệu quả, thì chúng ta sẽ phải tăng cái size, cái cỡ mẫu của mình lên, bởi vì chúng ta phải set cái detection risk to be low, đúng không ạ? Vậy nên chúng ta muốn đánh giá cái control risk này thì mình chỉ có một cách là evaluate the internal control system. Vậy bây giờ mời các bạn đứng về phía khách hàng, chúng ta nhìn với con mắt của khách hàng là với khách hàng thì hệ thống kiểm soát nội bộ nó có ý nghĩa như thế nào, và tại sao họ lại phải đưa ra cái hệ thống kiểm soát nội bộ như thế này. Thứ nhất là hệ thống kiểm soát nội bộ nhé, có một cái objective, có một cái mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ là để có thể tránh được những cái fraud, những cái error, waste and inefficiency. Hệ thống kiểm soát nội bộ không có nghĩa là họ đưa ra rất nhiều những cái điểm kiểm soát đâu ạ, mà nó chỉ có điểm kiểm soát để tránh sai sót, còn nó sẽ phải tính đến cái tính hiệu quả của các điểm kiểm soát tồn tại, được chưa ạ? Thứ hai nữa là nếu như họ có hệ thống kiểm soát nội bộ tốt thì rõ ràng là cái số liệu đi qua cái hệ thống đã được kiểm soát rồi thì sẽ chính xác hơn so với số liệu mà chưa hề được kiểm soát. Và chúng ta là kiểm toán viên độc lập thì sẽ dựa vào hệ thống kiểm soát nội bộ đấy để đánh giá, cũng như là reliance, cũng như là set cái detection risk tương ứng với cả control risk mà chúng ta đã assess. Và từ đó chúng ta mới nói rằng nếu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng là hiệu quả thì chúng mình sẽ dựa vào đó để giảm cái số lượng test mà chúng mình phải làm đi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ nhìn xem là khách hàng thì có những cái gì. Ở đây mình có một cái gọi là control environment đây ạ. Cái này này, nếu như mọi người cần đọc thêm thì các bạn có thể đọc thêm COSO. COSO là một cái hệ thống, người ta nói rằng là cái cái này không xóa được ha, mọi người đợi chị tí nhá. COSO là cái hệ thống mà người ta nói là hệ thống kiểm soát nội bộ, nó sẽ được mô tả như thế này, nó là hình một cái cube. Ví dụ như đây là tất cả các cái function ở trong một công ty, thì hệ thống kiểm soát nội bộ được hiểu là sẽ áp dụng vừa cả ở dưới dạng là function, ví dụ như là sales này, cái này là marketing này, đúng không ạ? Cái này là accounting này, cái này là procurement này. Đó thì hàng ngang nó cũng sẽ đi theo hết như thế. Ví dụ như là chúng ta sẽ nhìn thấy là có đầu tiên là control environment, cái lớp control environment, cái lớp ở trên cùng này là để nói đến cái gì, nói đến cái môi trường kiểm soát. Môi trường kiểm soát là nói đến cái mong muốn của ban lãnh đạo đưa ra một cái môi trường mà trong đó số liệu được kiểm soát. Thứ hai là nói đến các cái risk assessment process, nghĩa là
đánh giá rủi ro như thế nào. Mọi người có nhìn thấy là theo thứ tự đúng không ạ? Đầu tiên là ban giám đốc phải có mong muốn kiểm soát, thứ hai là họ có cái cách để đo lường rủi ro, và có cái information system, có nghĩa là hệ thống thông tin để truyền tất cả những cái rủi, truyền tất cả những cái đo lường đó, cái report đó đúng không ạ. Và thứ tư là đưa ra các cái control activity, nghĩa là đưa ra những cái thử nghiệm, các cái kiểm soát, ví dụ như là kiểm tra lại, ví dụ như là giám sát, ví dụ như là chữ ký vân vân, thì đấy là các cái control activity. Và mỗi khi mà xuất hiện các control activity thì người ta lại phải monitor là cái control này có hiệu quả hay không, đúng không? Vậy thì mọi người đọc thêm cái phần ở dưới này để biết năm cái function này như thế nào, của cô Sô như thế nào. Cái này chị chỉ giới thiệu thôi. Phần computer control, cái này cũng chỉ đọc để cho biết thôi, bởi vì cái này cũng không có cái gì đặc biệt cả. Computer control là các cái kiểm soát đối về máy tính, ví dụ như là mọi người cứ hiểu nôm na là nếu như mà để kiểm soát ở trong cái việc mà chúng ta access vào một cái máy tính thì mình gọi đấy là general control, bởi vì nó sẽ bao gồm là backup này, nó bao gồm password này, vân vân. Nhưng mà application control thì lại là những cái kiểm soát mà liên quan đến một cái app, đến một cái ứng dụng, ví dụ như trong phần mềm thì những ai được truy cập vào, hay là đối với các khi mà chúng ta có một cái phân quyền nhỉ, ví dụ như phân quyền cho cái người làm kế toán tổng hợp khác với cả người làm kế toán thanh toán, ví dụ như vậy, thì đấy là application control. Thế dạng thì mình biết các cái định nghĩa đấy thôi ạ. Rồi bây giờ mới lại đến câu chuyện là nếu như chúng ta là người ngoài nhé, và mình access vào một cái hệ thống kiểm soát nội bộ thì mình sẽ làm như thế nào. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải ghi chép lại. Khi mà chúng ta đến khách hàng nhé, chúng ta đi hỏi, chúng ta đi phỏng vấn về hệ thống kiểm soát nội bộ, thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải ghi chép đúng không ạ, và đánh giá. Thì các bạn sẽ có các cái phương pháp để ghi chép và đánh giá, và cái này rất hay hỏi thi các bạn nhé. Các bạn mình đánh dấu lại chỗ này, rất hay hỏi thi này. Cái cách đầu tiên, đấy là phương pháp đầu tiên, là phương pháp narrative note. Narrative note là phương pháp diễn dịch, nghĩa là người ta nói thế nào thì các bạn sẽ mô tả ra như vậy, tức là viết lại ạ. Ví dụ như mình viết như này này ạ, step 1 làm gì đấy, sau đó thì step 2 làm gì đấy, đúng không ạ? Thì cái này gọi là phương pháp narrative. Narrative thì rất là dễ dễ để viết và cũng dễ để hỏi đúng không ạ, mà đọc cũng rất là dễ hiểu. Nhưng nó có một cái dở, nó có một cái disadvantage là vì các bạn diễn giải theo ý các bạn hiểu, cho nên là nếu mà các bạn viết quá văn tắt hoặc là quá dài dòng thì đều làm cho người khác không hiểu được. Và bởi vì khi mà mình viết thì chưa chắc mình đã nhìn thấy những điểm yếu, cho nên là cái việc này có thể là có những cái chỗ mà người ta diễn giải thì các bạn nó phi logic, nhưng các bạn lại không biết vì chúng ta chưa có kinh nghiệm đó. Thì cái cách này nó sẽ có một cái điểm yếu như vậy. Cái cách thứ hai đấy là flow chart. Flow chart là cái cách ví dụ như là bắt đầu nhá, sau đó thì người ta sẽ đặt một cái câu hỏi là ví dụ như hàng nhập vào kho này đúng không, nhập kho, sau đó thì đến câu hỏi đây sẽ làm có đủ không, kiểm đếm ạ, đúng không? Nếu mà yes thì sẽ kiểm tra chất lượng đúng không ạ. Đấy, nhưng mà nếu mà no thì sẽ phải gì ạ, trả lại, ví dụ như thế đấy ạ. Thì đây là flow chart, mình vừa viết cái flow chart. Đối với flow chart là mình dưới một cái dạng là graphic illustration thì chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta hiểu rất là rõ các bước đi như thế nào và chỗ nào là chỗ lựa chọn và có thể dễ nhánh, bởi vì nó diễn ra dưới dạng là diagram đúng không ạ. Nhưng nó lại có một cái điểm rất là khó, đấy là các bạn rất là khó để viết rất nhanh đúng không, và một cái điểm nữa là các bạn khó để mô tả đúng, bởi vì mình gặp thực tế là các bạn hay hay copy paste từ khách hàng này sang khách hàng khác. Nhưng tuy nhiên thì với cái logic của cái flow chart này ạ, thì nó lại rất là clear và ai nhìn thấy cũng hiểu ở bước nào đi bước nào đấy ạ. Thì đấy, cách thứ hai đấy là flow chart nhé. Cách thứ ba đấy là questionnaire, bảng hỏi. Các bạn có thể chuẩn bị trước, các bạn sẽ được chuẩn bị trước các cái bảng hỏi để hỏi khách hàng, để xem là hệ thống kiểm soát nội bộ ở đây được vận hành như thế nào. Và chúng ta có hai kiểu questionnaire, cái này mọi người phải nhớ được đấy ạ, phải thuộc đấy ạ. ICQ, ICQ là viết tắt của cái từ Internal
control, internal control questionnaire là bảng hỏi cho hệ thống kiểm soát nội bộ, và bảng hỏi này được thiết kế ở dưới dạng là yes có nghĩa là tốt, hay có nghĩa là yes có nghĩa là điểm kiểm soát đấy có tồn tại, ở đây có một điểm kiểm soát, ở đây có control activity. Ví dụ khi nhập kho vào, thủ kho có kiểm hàng không? Tất nhiên câu trả lời sẽ là có hoặc không, thế thôi. Nếu có thì có nghĩa là đấy có kiểm soát, có động tác đếm hàng. Nếu không, có nghĩa là không có động tác đếm hàng. Khi nhập kho, giấy tờ đi kèm có bao gồm order, hóa đơn không? Đấy, thì đấy là một câu hỏi ở trong internal control questionnaire. Còn dạ, đối với cái internal control questionnaire á, thì nó dễ ở chỗ là chúng ta chỉ mang đúng cái bảng hỏi để ra hỏi thôi, đúng không? Yes là tốt và no là không tốt, thế thôi. Nhưng nếu mà trường hợp chúng ta không biết để hỏi, hoặc là chúng ta câu hỏi ở đấy not applicable, thì lúc này cái lợi thế của internal control questionnaire sẽ bị mất đi. Ví dụ như là câu hỏi là giấy tờ đi kèm hàng có bao gồm phiếu nhập à quên có bao gồm là order và hóa đơn đi cùng với hàng hay không. Nhưng mà đây cái câu hỏi đấy với khách hàng của mình nó là not applicable vì họ dùng ERP, cho nên là các cái giấy tờ đã được truyền sẵn và sau khi check ở trong hệ thống ERP thì nó tự động process thành một cái đơn nhập hàng và nó rơi thẳng xuống máy tính của cái ông thủ kho. Ông đấy đang ngồi ngáp ruồi, chỉ cần bực một cái thấy máy tính có nốt noti lên là có một đơn hàng, ông ấy mở ra đấy, thấy xịch đến ở cửa là có một ông lái xe chở hàng đến, thì lúc đấy cái câu hỏi của chúng ta vừa xong là vô duyên, đúng không ạ? Bởi vì ở đây họ rất là hiện đại, họ dùng hệ thống ERP chứ không có việc đấy. Thế lúc đấy mình làm nào? À, mình lại phải dùng cái hệ thống câu hỏi thứ hai để hệ thống ICEQ, Internal Control. Chữ E ở đây là Evaluation Questionnaire, là dạng câu hỏi mở và chúng ta có thể mô tả ở trong câu hỏi đấy. Ví dụ như câu hỏi mở đây là thủ kho có kiểm tra các giấy tờ đi kèm trước khi nhận hàng vào kho không, thì sẽ phải nói là có và vui lòng liệt kê các loại giấy tờ đó. Đấy, thế thì trong kể cả trong trường hợp người ta dùng cái hệ thống hiện đại ERP như mình vừa mô tả với các bạn thì vẫn trả lời là gì ạ? Có, thủ kho sẽ mở cái order đấy ra và xem tất cả các cái giấy tờ đã được scan đính kèm lên có khớp với cả hàng nhập không, đúng không ạ? Đấy, thì lúc đấy chúng ta có thể lý giải được. Như vậy chúng ta có hai loại questionnaire là ICQ và ICEQ. Mọi người sẽ suy nghĩ xem là dạng câu hỏi nào thì dễ hơn hay khó hơn, dạng câu hỏi nào thì thuận lợi để làm hơn. Và trong thực tế đi làm kiểm toán thì bọn mình sẽ kết hợp cả hai dạng câu hỏi này, bởi vì là thông thường bọn mình sẽ dùng ICQ để assess xem là nó có điểm kiểm soát không, nhưng mà ICEQ để mô tả cái mức độ họ kiểm soát như thế nào và có hiệu quả hay không. Rồi, thế là mình đang nói với mọi người về các cái cách để chúng ta ghi, đúng không ạ? Rồi, bây giờ nói đến cái rất quan trọng là cái chỗ phần BT của mình. Đấy là test of control. Như vừa xong nhá, mọi người đang mô tả, đúng không ạ? Mình nói lại, nãy mình nói cái gì này? Khi mà các bạn đến một khách hàng, người ta có một cái ví dụ như ở đây là cái hệ thống internal control. Internal control này á, là được diễn ra ở dưới rất là nhiều các cái cycle. Ví dụ như là purchase cycle, sales cycle, marketing cycle, bla bla như này, đúng không ạ? Rất là nhiều hệ thống như này. Chúng ta là người bên ngoài, chúng ta nhìn vào, chúng ta biết là cycle cash and bank như thế này, fixed asset như thế này, rồi inventory như thế này. Như vậy, chúng ta nhìn thấy rằng ở bên ngoài mình nhìn vào có rất nhiều hệ thống như này. Câu hỏi đầu tiên đấy là tôi phải mô tả đã, đúng không ạ? Tôi phải document nó lại, đúng chưa ạ? Và tôi hiểu. Sau khi mà document mà tôi hiểu rồi, document bằng cái gì? Vừa xong nói xong, vừa bằng narrative note, flowchart, ICQ, ICEQ, whatever. Sau khi document xong, đến cái... Rồi, mình bắt đầu nhỉ? Thôi, mọi người đợi cho một tí. Chót mình chạm tay vào.
Rồi ạ. Sau khi mà chúng ta document lại để chúng ta biết được là họ đang làm gì, chúng ta hiểu rồi, thì song song với đấy ạ, chúng ta cũng nhìn thấy các cái điểm weakness, đúng không ạ? Và chúng ta phải recommend cho họ những cái recommendation. À, thế thì đây là dạng bài đầu tiên của chúng ta. Được chưa? Sau khi document xong, sau khi mà chúng ta ghi chép xong, thì chúng ta sẽ phải làm một bước thứ hai. Đấy là chúng ta test of control để chúng ta ensure là những cái gì họ nói ở trên nhá là chính xác. Được chưa? Vậy mọi người có nhìn thấy rằng là từ một cái raw materials là internal control system, chúng ta làm ba việc đúng không? Chúng ta ghi chép lại, đúng không ạ? Chúng ta nhìn nhận cái hệ thống đó sau khi chúng ta ghi chép và chúng ta thực hiện test of control. Đến đoạn quan trọng này, mọi người nhớ này. Kết quả của test of control, result của test of control là internal control system có hiệu quả hay không, chứ không phải kết quả của test of control là khoản mục đấy đúng hay sai. Chúng ta không nói đến chuyện khoản mục đấy đúng hay sai nhé, mà chúng ta nói đến chuyện là có effective hay không. Được chưa? Thế nên ở đây chúng ta test và test cái gì? Đây là mọi người lưu ý hai cái dòng này. Chỗ này rất là quan trọng. Các bạn có bút vàng. Nếu mọi người đã in cái file này ra, mọi người sẽ đánh dấu chỗ này cho mình. Thứ nhất là đánh dấu bút vàng ở đây. Cái test of control là test xem hệ thống kiểm soát nội bộ có được design hiệu quả hay không, và hai là có operate đúng như thế hay không. Nếu nó được design, được thiết kế hợp lý và nó operate đúng như được thiết kế, thì có nghĩa là hệ thống kiểm soát nội bộ đó đang hiệu quả. Nếu mà nó được design một cách hợp lý thì đã tránh được tất cả những cái rủi ro về fraud. Nhưng mà nếu như trong trường hợp mà được thiết kế rất hợp lý nhưng operate lại không đúng thì cũng không hiệu quả. Ví dụ nhé, như thế nào gọi là thiết kế này. Mọi người sẽ nhìn thấy là mình nói từ một cái câu chuyện rất đơn giản đi ạ. Giả sử như là bây giờ có một cô bán bánh mì, cứ tưởng là thôi thì mình bán bánh mì làm gì, hệ thống kiểm soát nội bộ gì đâu, thế nên là cũng chẳng gì cả. Nhưng mỗi ngày cô phát hiện ra là có rủi ro. Rủi ro ở đây là gì? Là mình bán hàng thu tiền ý, thì cái đứa nhân viên bán hàng có thể nó biển thủ tiền của mình. Đấy, đấy là rủi ro đúng không ạ? Cô nhìn thấy cái rủi ro đấy, cô phải thiết kế một cái thủ tục kiểm soát nội bộ cho nó hợp lý. Thiết kế thế nào? À, mua một cái két, thế là yêu cầu tiền bỏ vào két, đúng không? Đấy là hệ thống kiểm soát nội bộ, và design là để prevent cái fraud đó, đúng không ạ? Tuy nhiên, đến khi operate thì rất vô nghĩa, rất là không đúng, bởi vì nếu như mà ai mua 25.000 một cái bánh mì cũng mở két ra mà họ vào ấy, thì rất là mất thời gian. Thế là cái cô bán hàng cũng mới nghĩ rằng là thôi cứ bán hết cả ngày đi xong rồi nhét tiền vào một lần thôi. Như vậy có nghĩa là design thì đúng mục đích là để prevent fraud, nhưng operate thì đã không đúng. Các bạn hiểu không ạ? Tương tự như thế, đây chị nói chuyện bán bánh mì các bạn dễ hình dung thôi. Thế còn bây giờ ví dụ như ở kho chẳng hạn, mình nói rằng là yêu cầu là khi nhập kho ấy, thì thủ kho phải mang cái order ra để check. Tại sao lại mang order ra để check ạ? Bởi vì hàng thì bên giao hàng người ta mang hàng đến nhé. Mọi người hình dung này, ví dụ như đây là cái kho, người ta mang hàng đến này, hàng đến nha. Người ta hàng người ta sẽ đi cùng hóa đơn, ví dụ như vậy đúng không? Và người ta có một cái phiếu giao hàng của người ta rồi. Ông thủ kho ông cứ ngồi yên đấy, gác chân giữ mũ, ông nhìn thấy hàng thì ông mới đếm thôi. Nhưng không, tôi yêu cầu là ông thủ kho khi mà ra nhận hàng phải cầm cái order đi theo. Order là của chúng ta, cái purchase order ấy, cái PO ấy. Tại sao lại như thế? Tại vì thủ kho cần phải check xem là cái hàng mà đến này này có phải là hàng mà tôi đã order từ trước đó hay không. Nghĩa là phòng mua người ta phải đặt hàng, xong người ta phải đưa cái order đấy xuống kho để chờ nhận hàng. Ông đấy ông chỉ được nhận những hàng chúng ta đã order thôi. Khi tôi design cái thủ tục đó để tôi tránh một cái misstatement, một cái sai sót là có thể có những cái hàng vào kho mà trước đó không được order, thì dẫn đến là tôi phải ghi nhận những cái công nợ mà không phải cho tôi phát sinh, hay là tôi mua hàng mà không phục vụ mục đích sản xuất, đúng không ạ? Thế nhưng mà đấy, bởi vì chúng ta biết cái mục tiêu đấy thì mình thấy hợp lý. Nhưng nếu nhá, ông thủ kho lại nghĩ rằng là
em ơi, tôi 30 năm nay làm thủ kho, tôi chưa thấy cái công ty nào bắt tập cầm order đây check như thế cả. Tôi chỉ cần kiểm tra là hàng này khớp với hóa đơn thôi là được rồi. Đúng không ạ? Tôi nhận đúng hàng với hóa đơn là được rồi. Có nhiều thủ kho như thế ạ. Vậy thì cũng có nghĩa là chúng ta design thì hợp lý, nhưng chúng ta đã không huấn luyện để thủ kho hiểu và operate một cách properly. Đúng không ạ? Vậy thì bao giờ cũng phải có hai cái ạ. Và vì thế thì test of control còn có một cái tên gọi nữa là D&I testing. Ví dụ như bạn nào mà đang đi làm kiểm toán thì có thể gặp từ này ạ. D&I là design and gì ạ? Implement, đúng không ạ? D&I testing cũng là vì như vậy. Cái dạng bài tập này của mình ạ, gần đây rất hay hỏi. Không không đến nỗi như là audit risk and auditor's response. Như cái dạng bài tập các bạn perform cái control gì bỗng nhiên trở nên rất là nhiều. Được chưa? Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ xem là chúng ta cần phải học cái gì. Đây ạ, bây giờ phần này là phần mà các bạn cần phải bôi vàng để học test of control. Thứ nhất là chúng ta phải đi từ cái, để chị mở bảng ra để chị cho các bạn biết cho nó dễ nha, chỗ này ít chỗ viết quá. Mình có thường thì mình sẽ dẫn dắt các bạn đi qua ba cái vấn đề. Thứ nhất là từ cái mục tiêu, từ risk đi. Dạ, thế thì sẽ là 4 ạ. Đầu tiên là từ cái rủi ro. Ví dụ như rủi ro vừa nãy mình nói đến chuyện hàng bánh mì ấy, là rủi ro là gì ạ? Mất tiền, đúng không? Cash stolen là rủi ro. Bây giờ tôi muốn giảm thiểu cái rủi ro thì tôi đưa ra cái mục tiêu tôi mong muốn. Tuy nhiên là mục tiêu tôi mong muốn là gì ạ? Là để không rủi ro này không xảy ra, đúng không ạ? Có nghĩa là protect asset. Và cụ thể trong trường hợp này là cash. Đúng không? Và vì thế tôi phải làm gì ạ? Tôi phải đưa ra cái control activity. Mình đang nói chuyện tôi này là khách hàng ấy. Khách hàng có mục tiêu để giảm thiểu cái rủi ro này thì họ đưa ra cái control activity, ví dụ như vừa nãy, thế là họ đưa ra cái toolbox, cái két gì ạ, cái két sắt của mình đó, được chưa? Vậy chúng ta làm gì ạ? Bây giờ mà đến câu chuyện của kiểm toán viên này, mình đổi một bút các bạn nhìn này, chúng ta sẽ test of control thì các bạn sẽ test hai thứ. Thứ nhất là cái toolbox này có tồn tại không, là cái test đầu tiên. Cái thứ hai là cash receive như thế nào, tiền được nhận thì có cho vào till box hay không. Được chưa? Sorry mọi người một phút ạ. Đó, thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta có bốn vấn đề nó link với nhau như thế này, đúng không ạ? Vậy bây giờ mọi người nhìn nhé, làm thế nào mà trong tất cả các phần hành các bạn đều có thể đi qua bốn cái này, thì chỉ có cách là chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần hành một, đúng không ạ? Và mỗi một phần hành thì chúng ta sẽ nói với nhau là à thế thì cái rủi ro ở đấy là gì, objective. Thực ra bình thường ấy, thì người ta không đi được rủi ro mà người ta đi luôn từ objective, bởi vì bản thân objective này này cũng chính là để ngăn chặn cái rủi ro diễn ra thôi, đúng không? Sau đó chúng ta nhìn thấy khách hàng làm cái control activity này, được chưa? Và chúng ta sẽ test ở control tương ứng. Vậy nên ba cái cột này ạ, nó luôn luôn link với nhau, được chưa? Và chúng ta đi thi thì chúng ta có một cái bài, đấy là chúng ta nhìn xem là khách hàng có điểm yếu gì và chúng ta recommend. Đây là điểm yếu là cái objective này của họ không đạt được này, và chúng ta recommend nhé, chúng ta chỉ cho họ là cần phải làm control activity gì này. Sau đấy thì gì ạ? À? Chúng ta làm test of control. Thì tối mai cho mình sẽ thử làm cái phần này, còn hôm nay mình dành thời gian để mình đi từng cái phần hành của mình, đúng không ạ? Và mình sẽ học cái cách để viết các cái test of control ra thế nào. Đấy ạ. Rồi, bây giờ mình mới nhìn thấy cái cycle đầu tiên mà chúng mình cùng học với nhau, đấy là cycle, sales cycle, được chưa? Mọi người nhìn nhá, đây là cái bảng này á, mô tả lại cái gì các bạn đã học ở môn F3. Hồi mình học môn F3 ấy á, thì mình học hai thứ, một là cái cycle sale đi như thế nào.
Cái cycle bán hàng và ghi nhận doanh thu thì nó sẽ qua các bước này. Một là nhận order từ khách hàng, thứ hai là giao hàng, phát hành hóa đơn, được chưa? Ghi nhận vào trong sổ day book đó. Sau đó đồng thời song song là ghi nhận vào memorandum ledger và ghi vào general ledger, được chưa? Memorandum ledger ở đây được hiểu là account receivable, personal account, để mình theo dõi công nợ phải thu, được chưa? Vậy thì với cái sales cycle mà mình đã học ở môn F3 như thế này, chúng ta bắt đầu mình nhìn. Thứ nhất, tại sao mà từ order receive một phút ạ. Đối với cả việc mà chúng ta nhận order thì mình sẽ có cái control objective như thế này. Là đầu tiên ý, là ensure là khi tôi nhận hàng ý, thì tôi chỉ chấp nhận những cái đơn hàng mà tôi có hàng để bán thôi. Mọi người ví dụ như là chúng ta bán hàng online chẳng hạn nhé. Khi các bạn có một đơn hàng của khách hàng mua hàng thì các bạn sẽ phải, tại sao chúng ta phải làm cái động tác là cập nhật lên web số lượng hàng tồn của mình. Không phải là để cho vui đúng không? Mà để làm gì ạ? Để khi mà khách hàng đặt hàng mà nếu như tôi hết rồi thì nó sẽ tự động ra một cái thông báo là số lượng hàng này không đủ, hoặc là hết hàng, tạm hết hàng, hoặc là whatever gì đó, đúng không ạ? Vậy thì cũng có nghĩa là chúng ta có một cái objective, đấy là chúng ta chỉ nhận những cái order. Tại sao lại có bước order? Bởi vì là để cho chúng ta biết được là chúng ta chuẩn bị phải giao cái gì, bằng chứng là họ muốn mua cái đó, đúng không ạ? Nên việc đầu tiên ấy, là chúng ta chỉ chấp nhận những cái đơn hàng mà mình có thể bán được và mình có đủ hàng thôi. Thế nếu mà mình bỏ qua cái khâu check từ kho thì sẽ dẫn đến cái rủi ro, đấy là có thể là đơn hàng nhận mà người ta đã trả tiền rồi nhưng chúng ta không có hàng để bán, đúng không ạ? Và như thế thì sẽ dẫn đến rủi ro là không những chúng ta phải trả lại tiền mà những đơn hàng lớn nó có thể bị phạt, đúng không ạ? Đấy. Thứ hai là đến, vẫn là order nhé, nếu như mình có order xong mình mang hàng đấy, để mang cái order đấy để giao xuống kho, thì mang xuống kho để giao đi thì mình sẽ phải làm thế nào để xếp theo thứ tự chẳng hạn. Ví dụ như một năm, một trong một ngày mình có rất nhiều order, vậy thì làm thế nào để cái gì đến trước thì giao hàng trước, đúng không ạ? Vậy thì lúc này mình sẽ thấy rằng là cái mục tiêu của mình đấy là phải record được các cái order này chính xác, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà tôi muốn ghi nhận chính xác thì tôi phải đưa ra một cái control activity gì? Ví dụ như vừa nãy chị nói rằng là chúng ta cần biết là tôi chỉ chấp nhận các order mà trong kho có hàng thôi, thì tôi sẽ có một cái control activity là tôi phải đi kiểm tra số lượng tồn kho, đúng không ạ? Trước khi mà tôi chấp nhận order, đấy là control activity. Còn đối với cả cái rủi ro là có nhiều đơn hàng và có thể nếu như tôi không kiểm soát thì có thể là không theo thứ tự, đúng không ạ? Và tôi cần phải giao hàng theo thứ tự thì tôi mới nghĩ ra một cái control activity là thế thì tôi sẽ đánh số vào đơn hàng nhỉ, và tôi sẽ xếp số thứ tự. Cái cách đó làm cho chúng ta có thể hoàn toàn có thể xếp được, đúng không ạ? Khi mà đi thi thì hai cái control activity này mọi người sẽ hay gặp cái tình huống đấy là người ta bảo mình là gì nhỉ? Có rất là nhiều sales clerk, là nhân viên bán hàng, và mỗi một người đấy thì sẽ tự tạo ra các cái order, bởi vì người ta tự đi tiếp cận với khách hàng. Mọi người hình dung là nhân viên bán hàng của mình túa đi khắp nơi, đúng không? Ai tự bán, đúng không? Như vậy là các order được tạo ra có thể cùng một lúc, phải không ạ? Thế nhưng mà mỗi một cái đơn hàng đấy họ đều generate ra một cái số, và cái số đấy lại là theo ID của sales clerk. Thì các bạn sẽ biết là nếu như trong trường hợp đấy nó không theo thứ tự, vậy khi mà sales clerk cuối ngày
mang những cái order đấy về, thì chúng ta thấy có một cái vấn đề xảy ra là các cái số thứ tự, các cái số order, vì mỗi một người tự sinh ra cái số của mình thì không thể biết được là ai trước ai sau, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có thể giao hàng và không đúng theo thứ tự đấy ạ. Thì đấy là cái bài thi của mình ạ, người ta hay nói cái tình huống đấy. Cái thứ hai là bây giờ chúng mình rất hay gặp cái tình huống là bán hàng online. Thì đối với trường hợp mà bán hàng online thì là hay gặp cái tình huống là các cái order cùng một lúc, có nhiều người cùng order từ các nơi khác nhau với cái số lượng hàng ở trên website, đúng không ạ? Và mỗi một cái đấy thì sẽ generate ra một cái số thứ tự. Vậy thì cái số thứ tự đấy cũng phải xếp theo thứ tự từ first come first serve thì kho mới chuyển hàng đi được. Được chưa? Rồi ạ, cái tình huống mà bán hàng tiếp theo đấy là khi mà mình đến câu chuyện chuyển hàng chẳng hạn, đúng không ạ? Thì lúc này mình sẽ thấy là có một cái nỗi lo, đấy là hàng của tôi bán ấy, cho những cái khách hàng mà poor credit risk. Vậy thì chỗ này mình sẽ phải thêm một cái control activity là có credit checking. Credit checking có nghĩa là chúng ta sẽ kiểm tra cái tình trạng tín dụng của khách hàng trả chậm bằng cách là xem là cái hạn mức, cái lịch sử thanh toán nợ của họ thế nào. Chúng ta phải xem là họ có trước đây có từng có nợ xấu với mình hoặc với người khác hay không, vân vân. Và đối với khách hàng ban đầu thì sẽ phải có một cái thủ tục để approve cái credit worthiness đó. Ví dụ như là khách hàng mới chưa bán hàng cho họ bao giờ thì liệu là mình có cho họ trả chậm hay không, đúng không ạ? Thì đấy là gọi là credit checking. Rồi cái này chị vừa nói rồi nhá, là giao hàng đúng hạn, đúng không ạ? Bây giờ có khách hàng đặt hàng thì mình phải làm thế nào để ensure là giao hàng đến đúng khách hàng và đúng cái số hàng cũng như là đúng chất lượng mà họ đề nghị, đúng không? Mọi người cứ thấy giống như là vừa rồi ấy, ở Sài Gòn, đúng không? Mọi người cứ nói câu chuyện là đi chợ hộ ấy ạ. Thì thứ nhất là lâu này, thứ hai là nhầm lẫn này, thứ ba là không đúng chất lượng, không đúng chủng loại hàng này. Thế thì cái việc đấy đã được giải quyết một cách rất triệt để nếu như mà chúng ta có các cái app giao hàng sẽ thật là thế. Thì vì ở đó chúng ta nhìn thấy là có địa chỉ của khách hàng, đúng không? Có ID của khách hàng, có địa chỉ khách hàng, thì những khách hàng là được rating thôi. Chúng ta cũng nhìn thấy rất là rõ hàng họ đặt là gì ở trên đó, đấy không ạ? Thì đấy là cái control activity mà chúng ta đã có rồi. Thế thì cái tình huống mà chúng ta muốn là hàng sẽ phải giao đúng khách hàng ạ, thì cái này sẽ phải đi cùng với cả cái, sẽ phải check cùng với cả cái sales order, đúng không ạ? Và vì thế cái động tác mà chúng ta check với sales order này trở thành một cái control activity cần thiết phải làm. Hàng giao đi rồi thì phải gì ạ? Invoice. Mọi người đừng quên là với thực ra mới chuẩn mực kế toán quốc tế ạ, thì invoice là request for a payment, đúng không ạ? Cho nên là đã giao hàng đi thì phải invoice. Thế thì mình kiểm tra cái gì ạ? Tiếp tục là sau khi hàng giao đi thì phải có invoice và khách hàng phải ký ở phần good delivery note của mình, đúng không ạ? Rồi. Sales discount only provided to valid customer. Chúng ta có discount thì chỉ được gì ạ? Những khách hàng mà đủ điều kiện mới được hưởng các cái discount này. Đây là một số các cái control objective mà mình kể ra đúng theo kiểu là kể có ấy, đúng không ạ? Các bạn đừng học thuộc lòng nhé. Đây là chỉ để mọi người có một cái common sense thế nào được gọi là control objective. Cái common sense đấy sẽ nói cho mọi người biết là nó bắt đầu bằng từ to ensure that. Nên khi các bạn phải viết control objective, bạn cũng phải biết là to ensure cái gì đó, đúng không ạ? Còn ở trong bài ấy, thì rất là thiên biến vạn hóa. Vì thế mọi người đừng có học thuộc lòng. Mà đây chúng ta chỉ mới đang đi qua các cái cycle để mình có thể học cái cách viết mà thôi. Được chưa? Đây ạ. Ví dụ, đây là các cái ví dụ về các cái control activities. Mọi người sẽ nhìn thấy, chị sẽ giúp các bạn chỉ ra các cái keywords.
khi mà chúng ta có sales order, chúng ta nhận được đơn đặt hàng này. All sales order documented on a sequentially number. Đấy ạ. Đây là từ keyword ở đây. Sequentially number có nghĩa là đánh số thứ tự. Thứ hai là multi-part, nhiều liên. Đấy ạ. Nhiều liên để làm gì ạ? Nhiều liên là viết cùng một lúc mọi người viết hóa đơn ý. Nhiều liên cùng một lúc là để làm gì? Để gửi cái sales order form này đến các nơi khác nhau. Ví dụ nhá, một liên để ở phòng sales, một liên để ở phòng accounting để làm gì, để sau khi cho hóa đơn, một liên đưa xuống kho đó. Vậy là ít nhất là phải ba liên. Được chưa? Thứ hai này, confirm from customer, ví dụ như là xác nhận đơn hàng, gửi cái thư xác nhận đơn hàng, gửi cái form xác nhận đơn hàng, đúng không ạ? Tại sao các bạn đặt mua cái gì online ấy, sau đấy thì cũng hay có cái xác nhận đơn hàng gửi vào email đấy ạ. Đấy là confirm from the customer, thì cái từ confirm này chính là control activity, từ chỉ hoạt động, đúng không ạ? Inventory check, kiểm tra kho để làm gì đấy ạ? Để đảm bảo là chúng ta có đủ hàng để chấp nhận cái sales order này. Các bạn thấy không ạ? Đến chỗ này là các bạn mô tả control activity, các bạn đâu có nói lại control objective nữa, đúng không? Bởi vì sao? Chỉ vì chúng ta đang hoạt động theo mô hình ba cột. Một cột là control objective ở phía trên. Sau đó chúng ta chuyển sang là control activity ở đây. Và khi tôi mô tả control activity, nôm na là cái người mà thực hiện ấy, người ta chỉ cần biết là phải làm inventory check, đúng không ạ? Nhưng thực ra nó phải link đến chuyện là tại sao lại phải làm, thì phải học từ control objective. Cho nên là lại quay lại, khi mà các bạn đi làm kiểm toán, mà mới làm kiểm toán nhé, các bạn rất hay trượt cái môn này. Bởi vì lúc mà đi làm nhé, thì các bạn chỉ biết là các bạn nhìn thấy cái control activity đó và mô tả lại, nhưng các bạn không biết tại sao người ta lại làm như thế. Còn đi thi, người ta yêu cầu mình phải link được giữa control objective và control activity nhé. Nghe tiếp này. Good delivery note đi cùng với hàng, một copy để lại ở warehouse, một copy staple to the relevant sale order, đính kèm vào cái sale order, một copy về phòng kế toán. Như vậy là chúng ta có bốn cái copy, đúng không ạ? Bốn cái bản, bốn liên của một cái phiếu giao hàng này để làm gì? Để khách hàng cũng ký vào good delivery note khi khách hàng nhận hàng. Khách hàng ở warehouse giữ lại cái copy này để đảm bảo là tôi đã giao hàng xong rồi, đã complete cái đơn đó rồi, đưa vào sales order để quay về phòng sale để báo cho phòng sale biết là gì ạ? Là đơn hàng này đã được giao rồi, đưa về phòng kế toán để invoicing để đảm bảo là sẽ xuất hóa đơn đòi tiền, thấy không ạ? Mỗi một cái copy của phiếu giao hàng này là có ý nghĩa khác nhau. Như vậy, mọi người đã đang học cái cách viết một cái control activity. Thứ nhất, bao giờ cũng sẽ nhìn thấy có mấy cái. Một là cái action là gì, đúng không ạ? Cái thứ hai là document, chứng từ là gì. Đấy ạ, đấy là hai thứ mình cần phải để ý. Mình làm gì và trên cái và cái gì thể hiện cái chúng ta làm, cái action đó. Ví dụ, ở đây mình nhìn thấy là good delivery note là document, đúng không ạ? Thì mình sẽ thấy rằng là mình sẽ phải là có action là send cái good delivery note đến chỗ nào. Hay là mình thấy là với new customer chẳng hạn nhé, thì sẽ có credit check, đúng không ạ? Vậy thì sẽ phải có những cái action ở đây, đấy là ví dụ approval, chữ ký chẳng hạn, ở trên cái đồng ý cho người ta trả chậm đấy ạ. Hoặc là existing customer thì là credit limit check, nghĩa là kiểm tra cái hạn mức trả chậm của họ còn bao nhiêu, đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có những cái action như thế này. Làm thế nào để mà nhớ được cái này, làm thế nào để nhớ được các cái action này, thì mọi người sẽ để cho nó dễ thì mọi người hãy bám vào control objective, và chúng ta nghĩ rằng là để giảm thiểu cái rủi ro đấy hoặc là để đạt được cái objective đấy thì mình cần làm cái activity này. Được chưa? Bây giờ mình lại chơi trò ngược lại nhá. Đấy là bây giờ ví dụ như với một đoạn chúng mình chưa chưa nhìn đến objective, bây giờ chị sẽ nói ngược lại là từ cái control activity này thì nó đạt được objective gì, để mọi người có cả hai chiều luôn ạ. Vừa nãy mình đã nói ngược
từ objective đến control activity rồi đúng không? Nào, bây giờ good dispatch thì easy rồi đúng không? Giao hàng thì dễ rồi. Bây giờ bắt đầu đến đoạn là invoice đúng không ạ? Nào, tại sao invoice lại phải có sequential and pre-number? Tại sao hóa đơn? Mọi người có nghĩ là tại sao cái hóa đơn các bạn nhỉ? Các bạn xuất hóa đơn, các bạn xuất hóa đơn nhiều liên cùng một lúc. Ba liên đúng không? Ở Việt Nam là ba liên. Có ai biết không ạ? Mà bị đánh số thứ tự. Mọi người có thể bật mic lên trả lời chị đúng không ạ? Tại sao các bạn biết? Các bạn xuất hóa đơn ý, đi làm kế toán. Các bạn xuất hóa đơn ba liên. Xong rồi đánh số thứ tự để làm gì? Có ai biết không ạ? Mọi người phải nói đi chứ không có mọi người cứ nghe chị nói xong rồi vù gật mất đấy. Chị ơi, theo em là xuất hóa đơn 3 liên là bởi vì là một liên sẽ giao khách hàng, một liên là để giữ tại phòng kế toán. Em giao khách hàng để làm gì? Nó giống như là nó sẽ cùng với cái phiếu giao hàng ấy để xác nhận rằng là khách hàng đã nhận hàng được. Thế thì em chỉ cần có phiếu giao hàng thôi, tại sao phải cần hóa đơn? Nhưng mà để theo như kế toán Việt Nam thì coi như là cái đấy là để tiến hành, để là một bước để tiến hành, để có thể tiến hành thanh toán ạ. Thật ra kế toán Việt Nam thì cái tờ hóa đơn là để kê khai thuế. Đúng rồi đấy, nghĩa là cái để giao khách hàng ấy, thật ra là để request for a payment, cái này đòi tiền, để xác nhận là ông có công nợ và ông phải đòi tiền, vì đấy là invoice đúng không ạ? Thế còn đúng cái à. Để lại cái liên mà liên một của em ấy thì để làm gì? Cái liên để giữ lại thì nó giống như là một cái kiểu để bằng chứng, là để xác nhận là tôi đã viết hóa đơn cho khách hàng ạ. Thì để ở đâu? Để tại phòng kế toán ạ. Để ở phòng kế toán. Thế thì liên 3 để ở đâu? Liên 3 cũng để ở phòng kế toán đúng không? Em không nhớ cái liên 3 để đâu, nhưng em nhớ cũng mới 2 liên thôi. Chúng ta là đi làm kiểm toán nhưng không nhớ được. Tại vì khi mà chị đi làm kiểm toán ấy, bọn chị có đi kiểm tra cái quyển hóa đơn ấy, thì bọn chị gặp những tình huống rất là buồn cười, là xé mỗi liên 2 ra thôi. Thế còn liên 1 với liên 3 thì vẫn để đấy. Thế thì có nghĩa là chúng em nhớ là liên 3 để kèm với chứng thư đúng không ạ? Em nhớ đúng rồi, là liên 3 để kèm với chứng thư, chính xác. Thật ra ấy, ba liên hóa đơn của mình nó đều có ý nghĩa hết. Cái liên 2 thì đúng rồi, đấy là mình gửi cho khách hàng để mình coi như là request for payment, đấy là bằng chứng là ông có công nợ với tôi nhá, đúng không? Thế còn cái liên 3 là để mình kẹp vào cái chứng từ ghi nhận cái công nợ của mình ấy, đấy, ghi nhận cái giao dịch của mình ấy, để mình có cái bằng chứng là mình bắt đầu là ghi nhận là tôi sẽ có cái khoản phải thu đấy, đúng không? Và cái khoản doanh thu, cái khoản doanh thu và khoản phải thu đấy. Thế còn liên 1 ấy thì bao giờ cũng giữ ở cuống để làm bằng chứng rằng là tôi đã xuất hóa đơn cho những cái khách hàng nào trong kỳ. Đấy. Thế thì tại sao cái việc mà liên 1 để ở cuống ấy, thì thông thường là ở các cái doanh nghiệp lớn ấy, thì cái phòng mà xuất hóa đơn gọi là invoicing department thì người ta tách rời ra khỏi accounting, nên liên 3 thì ở accounting đúng không ạ? Ở Việt Nam thì bởi vì mình là kế toán kiêm xuất hóa đơn luôn, cho nên là đều ở phòng kế toán cả, cho nên đôi khi mọi người không xé ra là vì như vậy. Nhưng nếu liên 3 mà không xé ra khỏi cuống nó cũng sai nhá, bởi vì liên 3 cái mục tiêu của liên 3 ấy là để ghi chép. Vậy nên khi bọn chị làm kế toán ấy thì bao giờ bọn chị cũng nhìn cũng phải advise khách hàng, đấy là liên 3 phải luôn luôn kẹp vào cái chứng từ, cái journal entry, là ví dụ như là ghi nợ tài khoản 131 và ghi có 511 ấy thì phải kẹp cái liên 3 vào đấy, đúng không ạ? Và rất nhiều từng tình huống là khi mà không kẹp vào đấy ạ thì có những cái bút toán bị nghi ngờ là đấy là bút toán không có thật, bởi vì là không có doanh thu và chỉ ghi nhận một cái khoản như thế thôi thì có thể là không có thật để chứng minh là đấy là có thật, đúng không ạ? Đấy, tuy nhiên là chúng ta đang sống giữa rất nhiều các control activity chúng ta không để ý, đúng không ạ? Và đấy là một câu hỏi chị hỏi về the sequential pre-number invoice, đấy là ba liên là để cho ba cái control objective khác nhau, đúng không ạ? Và bây giờ mình nói tiếp này, đây nhá, nói đến một cái câu chuyện nữa, đấy là ensure that the authorized price list is used to prepare the invoice.
trước khi các bạn viết hóa đơn nhá, các bạn phải nhìn vào một cái bảng giá, và bảng giá đấy đã được phải phê duyệt trước rồi. Nào, giờ mọi người có nghĩ lại xem là tại sao tôi lại phải nhìn vào cái bảng giá mới nhất để tôi viết hóa đơn không ạ? Tất nhiên là control objective của mình rất easy, là để làm gì ạ? Để cái hóa đơn của mình không sai, đúng không? Không, nhưng mà không chỉ như thế, không chỉ là cái chuyện sai hay đúng. Bởi vì ở mình ấy, ở Việt Nam ấy, kế toán ấy, các bạn đi làm các bạn rất là sợ với hóa đơn sai. Hóa đơn sai cảm giác như một cái gì ấy, tội tày trời ấy. Thế nhưng thực ra ấy, thì cái đáng sợ hơn là cái đơn giá mà chúng ta ghi nhận trên cái tờ giấy có thể đòi tiền khách hàng bị sai, thì khách hàng sẽ trả chúng ta một khoản tiền sai, đúng không ạ? Và do đó thì nó sẽ cái giao dịch để nó bị sai, ví dụ như thế. Đấy, thì đấy là lý do vì sao chúng ta phải có một cái authorized price list. Và cái authorized price list này trở thành một cái control activity là nó phải được phê duyệt trước. Ví dụ bảng giá mà có tăng giá hay có discount thì đều phải được phê duyệt trước, và chúng ta chỉ căn cứ trên cái phê duyệt trước này để ghi hóa đơn, chứ không phải là chúng ta ghi hóa đơn rồi xong chúng ta tự ghi cái discount vào. Bởi vì kế toán không phải là người được quyền grant discount to the customer, đúng không ạ? Mà chỉ có ví dụ như là cái ông supervise ở bộ phận credit checking đấy, ông ấy có quyền grant một cái discount, hoặc là trưởng phòng sales grant một cái discount, thì nó phải được authorize vào cái price list. Được chưa? Rồi ạ, tiếp nữa là arithmetic check on invoice. Chúng ta sẽ phải kiểm tra cộng trừ nhân chia trên invoice có đúng không? Cái này thường xuyên chúng ta phải làm, đúng không ạ? Khi mà mình viết hóa đơn, đặc biệt là ngày xưa các bạn viết hóa đơn bằng tay ấy, bao giờ các bạn cũng phải cầm máy tính để cộng lại. Thì cái việc mà chúng ta cầm máy tính cộng lại chỉ đảm bảo là, chỉ để đảm bảo một cái control control objective là thông tin cho hóa đơn chính xác. Nhưng mà thông tin cho hóa đơn chính xác lại có rất nhiều mục tiêu. Mục tiêu là để cái hóa đơn này hợp lệ, đúng không ạ? Để cái khách hàng nhận hóa đơn là đúng tên, đúng địa chỉ, rồi số tiền thì đấy đúng, số thuế đúng, vân vân, đúng không ạ? Rồi ạ. Tiếp nữa là mọi người nhìn thấy rất nhiều các cái control activities ở đây nhé. Ví dụ như là sequence check on good delivery note, đấy ạ. Chúng ta phải kiểm tra từ hóa đơn với good delivery note. Nói cách khác là chúng ta sẽ match hai cái đấy với nhau, đúng không ạ? Để đảm bảo là tất cả các đơn giao hàng đều đã được invoice rồi. Cũng có nghĩa là ensure all good delivery note have been invoiced. Cũng có nghĩa là để ensure là tất cả những cái hàng mà mình đã deliver to the customer billing và request for a payment. Có nghĩa tất cả những cái hàng mà mình đã ra cho khách hàng là mình đang đòi tiền rồi, đúng không ạ? Rồi, những cái khác thì mọi người có thể đọc thêm ạ, để mọi người có thể biết thêm về các cái thủ tục này. Rồi bây giờ mình sẽ sang một cái phần nữa nhá. Đấy là phần các cái other control, đúng không ạ? Other control ở đây được hiểu là còn cái gì nữa, còn những cái thủ tục gì nữa. Thông thường thì đối với cả phần sale thì có một cái gọi là aged receivable report. Đấy, cái này chỉ muốn nhắc các bạn, đấy là thủ tục phân tích cái tuổi nợ để tìm ra cái nợ phải thu khó đòi, để mình tránh, để mình đạt được một cái objective, đấy là giảm cái rủi ro có nợ xấu ạ. Dạ. Ngoài ra thì còn có những cái exceptional report như kiểu credit limit exceed, hay là xem là loại hàng nào bán chạy nhất trong tháng, vân vân. Đấy là các cái control khác. Dạ. Vậy thì vừa xong mình nhìn qua một cái cycle, các bạn có nhìn thấy là trong một cái cycle đó ạ, cái mà chúng ta đã nói với nhau đấy là từ cái cycle đấy từ đầu ạ, nó đi theo những cái bước gì, chúng ta bám theo những cái bước này, đúng không? Và mình nhìn xem là ở mỗi bước này thì sẽ có những cái control activity gì. Tại sao mà cái phần này ấy, chị sẽ yêu cầu các bạn đọc chỉ để có cái common sense thôi, không phải đọc để học thuộc. Vì một đầu bài đi thi, người ta sẽ cho một cái sales cycle và các bạn sẽ thấy là trả lần nào giống lần nào cả. Cho nên các bạn có đọc và có học thuộc lòng ấy ạ, thì cũng không có ý nghĩa gì. Đây là mình chỉ đọc để mình hiểu là mình sẽ làm gì thôi. Ok chưa ạ? Vì thế nên purchase cycle cũng sẽ tương tự. Chị sẽ bỏ qua cái này để dành để làm bài tập. Đến một cái cycle khác, sale với cả purchase nó giống nhau lắm, nên là chúng ta sẽ tự đọc cái phần purchase này. Nhưng đây là cái phần mà chị muốn các bạn đọc này. Đây là payroll system. Payroll system là phần lương, được chưa? Phần lương
chúng ta nhìn thấy có hai cái, hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đấy là lương nhá, thì bao giờ sẽ có một cái câu chuyện đấy là có một cái data, mình gọi là master data. Tại sao mà phải nói cái này? Vì thông thường là các bạn chưa có common sense về phần lương, vì mình đi làm mình cũng không mấy khi làm nhân sự đúng không? Nhân sự chắc ít người học ICC lắm. Từ cái master data này, master data là cái dữ liệu mà lưu trữ tất cả dữ liệu nhân sự từ ngày vào công ty cho đến ngày ra khỏi công ty. Đấy. Master data thì thông thường nhận là do HR là quản lý, đúng không? Nhưng mà hàng tháng đi làm thì mình lại có một thứ gọi là payroll calculation, bảng lương. Dạ. Thì cái này lại do phòng payroll chịu trách nhiệm. Thông thường hai phòng này khác nhau đấy ạ. Còn nếu mà ở trong một phòng thì người ta cũng sẽ tách riêng ra những cái người khác nhau. Ví dụ cái người mà phụ trách master data thì sẽ không được access vào payroll. Tại sao mọi người biết không ạ? Bởi vì nếu không ấy, thì sẽ có rủi ro là tôi tự bịa ra vài ông nhân sự mới. Tôi vào được master data mà, xong tôi lại vào được payroll, thế là tôi lại cho ông ấy ăn lương, thế xong tôi lại process luôn payment, thế là payment thẳng vào tài khoản của tôi, đúng không ạ? Đấy, thì tránh cái việc đấy, cho nên hai cái bộ phận này là khác nhau. Master data thì thông thường lại phân tách nữa là cái người nhập vào ấy ạ, cái người mà nhập master data vào sẽ không sửa được, còn cái người được sửa và được review thì lại không phải là người nhập vào. Đấy ạ. Payroll calculation sheet. Sau đó chúng ta mới đến cái đoạn tiếp theo là đoạn payment. Các bạn biết không ạ? Payment thì là phòng kế toán. Cho nên từ phòng payroll department sang phòng kế toán nhé, thì không phải là gửi nguyên cả cái payroll calculation sheet này đâu, mà lúc đó đã được phân loại ra rồi. Ví dụ như là vào chi phí, ví dụ như là chị nói Việt Nam cho mọi người dễ hiểu nhé. Ví dụ như là lương liên quan đến 642 là một cục, lương liên quan đến 627 là một cục, lương liên quan đến 621 là một cục nữa. Đấy. Thì từ cái payroll này, các bạn ấy đã phân ra là lương của những người làm bộ phận quản lý ghép vào 642, đúng không? Lương của những người làm bộ phận sản xuất để chia ra là sản xuất trực tiếp hay là overhead. Đó. Vậy thì ở phòng kế toán, các bạn chỉ nhận được 3 cái dữ liệu này thôi. Để làm gì ạ? Để đảm bảo tính confidentiality, phòng kế toán có khi cũng không biết được lương của tất cả mọi người. Đấy, thì cái đặc trưng của cái payroll system mà standard nó như thế. Tại sao lại phải nói với nhau như vậy? Bởi vì cũng có thể là các bạn đi làm ở Việt Nam ấy, mình có cái practice nó hơi khác, đúng không? Kiểu công ty nhỏ có khi một người làm tất ạ, từ master data xong rồi payroll conversion, xong chuyển khoản luôn, xong ghi nhận kế toán luôn. Đó. Mục tiêu chính của payroll system chỉ là 3 mục tiêu này thôi. Một là trả lương đúng. Đúng ở đây là đúng số tiền và đúng người và đúng thời điểm. Đúng thời gian nhé. Đến ngày thì phải trả lương. Rồi ạ, bởi vì mình đang giả vờ là mình không phải làm việc ở Việt Nam đúng không? Cho nên là mình sẽ phải học một số các cái key terms mà sẽ xuất hiện ở trong kỳ thi của mình. Ví dụ như cái key terms đầu tiên là clock out. Clock out là cái thẻ ạ. Ví dụ mọi người đi làm, mọi người sẽ phải insert cái clock card này để ghi nhận là đã đến giờ làm, đúng không ạ? Hoặc là phải khai time sheet. Đó. Payroll sheet là bảng lương này. Payslip là cái phiếu xác nhận lương. Ví dụ như người ta tính là trong kỳ này các bạn làm bao nhiêu tiếng, xong rồi grab là bao nhiêu, nhân lên ra cái payslip này, trừ đi thuế, trừ đi đóng bảo hiểm thì phần net còn lại là bao nhiêu. Đấy ạ, thì nó sẽ thể hiện trên payslip. Payslip là cái bằng chứng xác nhận với nhân sự là tháng này được nhận bao nhiêu tiền. Manchester list thì mọi người biết rồi, đúng không? Rồi, có những cái rủi ro gì có thể xảy ra đối với cả phần lương? Thứ nhất là khi mà các bạn có nhân viên mới thì hay có mấy cái rủi ro. Rủi ro thứ nhất là không ghi nhận người ta làm việc đúng ngày, hoặc là không update cái rate, không update cái tỷ lệ lương. Ví dụ như là sau khi mà deal hai bên thống nhất cái lương, lương thử việc chẳng hạn, đúng không, thì mình phải update cái việc đó. Và vì là cái người đấy là người mới cho nên có thể cái ngày nó không tròn tháng, cũng có thể là người mới cho nên là lương thì sẽ không phải là full lương đó,
tất cả những cái đấy sẽ được update, còn nếu mà không thì sẽ bị tính sai vậy thôi. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng ở trong master file, tình trạng trong master file, ví dụ như là chúng ta có được promotion không, tháng này có overtime không, starter hay là leaver như thế nào, thì mình sẽ phải update ở trong master file. Đó, thì đấy là những cái mà chị nghĩ rằng là mọi người có thể chưa biết, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ xem thử đối với cả phần calculation, tính lương ấy. Thực ra đi làm audit mà phần lương ấy nó dễ, easy lắm. Mọi người hình dung như này nhá. Ví dụ đây là cái bảng lương. Rất dễ. Thứ nhất, đầu input vào là cái gì? Input vào là gì ạ? Là time sheet. Hoặc là clock card. Đúng không? Gì nữa ạ? Đấy là về số giờ rồi. Sau đúng lao động. Có rate. Đúng chưa ạ? Có overtime. Đấy. Đấy là input. Gì nữa ạ? Tax. Rồi tất cả gì liên quan đến tax kiểu. Giảm trừ gia cảnh. Vân 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 vân. Đấy. Tất cả những cái này nhân đưa vào. Đưa vào sau đấy. Đến đây. Thì là cái formula. Cộng trừ nhân chia, đúng không ạ? Công thức thuế tính có đúng không? Công thức overtime có đúng không? Rate có đúng nhân cái cột này với cột kia có đúng không? Ngày đi làm, số ngày công có đúng không? Đấy, đấy là formula. Ra được một cái kết quả và số tiền ở đây rồi. Thì cái output của bảng lương sẽ chính là phần payment. And record. Như vậy, so easy là chúng ta check từng thứ một. Check cái việc kiểm soát cái input này làm thế nào. Nếu như người ta kiểm soát được cái input này đúng thì mình đảm bảo là đầu vào là đúng. Check cái việc recalculate và supervise cái formula này, có ai check không, có ai tính lại không, đúng không ạ? Check cái thôi mọi người ạ, nó lại bị nhảy đến đâu mất rồi. Đấy. Vì chị đang dùng iPad nên là nếu mà nhỡ chạm tay vào một cái thôi là nó sẽ để chúng ta. Đấy, chị đang nói tiếp là output cũng sẽ phải có động tác để kiểm tra, đúng không ạ? Ví dụ như kiểm tra ở đây là kiểm tra về payment có đúng người hay không, có được phê duyệt cái list of payment hay không, đúng không ạ? Và record thì có được đối chiếu lại với cả bảng lương hay không. Đấy ạ. Thì các bạn cứ nhớ đúng cái tư duy về cái bảng lương như thế này thì các bạn sẽ tự viết được các cái control activities. Yeah. Tiếp này, sang một cái tài khoản nữa mà hay hỏi, đấy là capital expenditure. Now, capital expenditure là cái các cái khoản chi phí mà chúng ta mua tài sản. Thực ra cái này còn liên quan chính là fixed asset, chính là việc mua sắm tài sản. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy trên cái thứ tự như thế này. Nói lại nhé, là cái thứ tự này để tham khảo thôi ạ. Còn trong bài thi nó chả giống thế đâu ạ. Người ta sẽ bao giờ người ta sẽ đưa ra một cái tình huống, mà nhất là bây giờ rất càng về sau này thì các tình huống trong bài thi rất được update. Update có nghĩa update để theo kiểu nó cho công các cái công nghệ vào. Ví dụ như kiểu đấy, như vừa nãy chị nói ấy, ví dụ sale chẳng hạn, ngày xưa đi thi ấy, thì là sale là gì, là bán hàng, hàng ngoài đền có khách hàng mua tiền cho một cái hộp đấy. Nhưng bây giờ thì không ai hỏi cái chuyện, ví dụ như kỳ ngày thời chị đi thi F8 ấy ạ, có như này cơ. Để đảm bảo tiền nhá, thì người ta còn tiền đấy ạ, người ta còn làm cái két ở trong hốc tường để không ai biết ở đấy có cái két. Đấy, kiểu đấy. Bây giờ thì có ai làm cho đấy, đúng không ạ? Rồi toàn chuyển khoản thì chẳng có ai cho tiền nữa. Bây giờ giao dịch không tiền mặt luôn. Thì bây giờ đi thi người ta hỏi cái gì, là bán hàng online ạ, với mấy trăm cái cửa hàng gọi là khắp cả nước. Đấy, kiểu như thế. Nhưng các bạn sẽ phải thấy rằng là cái việc học với một cái tài liệu, một cái quyển sách gọi là standard, thực ra cái handout này là của BPP, thế cho nên là nó standard như thế thì đi thi nó không dùng thế tí nào, bởi vì người ta sẽ update vào cái tình huống hiện tại. Nhưng tại sao chúng ta vẫn phải nhìn vào cái hệ thống này để chúng ta biết là nó sẽ đi, có thể đi qua những cái bước gì và kiểu gì, những cái bước này nó cũng sẽ tồn tại chỉ là dưới dạng thức có thể khác nhau, thay vì là thu tiền bán hàng. Ví dụ ngày xưa 10 năm trước bọn chị hỏi, bọn chị bắt đầu đi dạy thì dạy các bạn cái thủ tục đấy là for ice,
thủ tục control activities là for IS, có nghĩa là có một cái thủ tục là khi mà nhận tài sản về thì phải có ít nhất là hai người chứng kiến. Nhưng bây giờ thì không cần như thế nữa. Thế sao lại không cần hai người chứng kiến nữa? Bởi vì bây giờ khi mà bán giao tài sản ấy, thì bao giờ mình cũng có những cái thủ tục là nhận tài sản xong thì sẽ dán nhãn, dán code, dán cái QR code hoặc là cái bar code, đúng không? Để sau này có thể kiểm kê được, vậy đâu cần for ai nữa đâu. Đấy ạ, thì nó sẽ vẫn đi qua những bước này, nhưng nó có thể là chuyển từ cái dạng này sang dạng khác. Ở phần này là phần các bạn phải học rất là nhiều về operation, là các công ty người ta operate như thế nào, người ta vận hành như thế nào. Và vì thế rất là cần một cái sense, một cái nhanh nhạy để mọi người thấy rằng là đối với cả những vận hành đấy thì có vấn đề gì. Ví dụ, mọi người sẽ hình dung là mua một cái tài sản cố định của một công ty thì đi qua những bước nào. Bước đầu tiên là bước đề nghị mua. Không phải thích mua là có tiền mua luôn đâu. Tài sản cố định là nhiều tiền, đúng không? Phải requisition. Xong rồi phải đặt hàng thì phải check về budget. Bởi vì đây là tài sản cố định, nghĩa là cái số tiền nó lớn. Nếu mà trong budget thì mua. Còn nếu mà không trong budget thì gì ạ? Phải có phê duyệt của board of directors. Đấy ạ. Tiếp theo là mình sẽ phải nói đến câu chuyện nhận tài sản. Bởi vì là tài sản cố định nó to, cho nên là khi mà nhận nhé, sẽ có thủ tục nhận tài sản và ghi vào cái asset register, đúng không ạ? Đây ạ, asset register này. Asset register là một cái tài liệu mà có code của tài sản, có ghi chép location, supplier detail, depreciation, revaluation, để đảm bảo là bất kỳ một thời điểm nào người ta cũng biết là cái tài sản đấy dùng ở đâu, cái tài sản đấy đang dùng cho mục đích gì, phòng ban nào sử dụng, khấu hao ra sao, đánh giá lại thế nào. Và từ cái asset register này mới là cái dữ liệu để ghi lên sổ và lên báo cáo. Như vậy cái mấu chốt vấn đề để chúng ta test sẽ là non-current asset register. Và chúng ta lại back lại cái concept là nếu như tôi coi cái asset register là trung tâm, chúng ta có cái gì? Có input và output, đúng chưa ạ? Đấy ạ. Input của asset register là những thứ này và output là để ghi sổ, vậy thôi ạ. Nếu mà chót quên hoặc là chưa học F3 thì mọi người cần đọc lại chỗ này để phân biệt capital expenditure và revenue expenditure nếu nó không đủ điều kiện để ghi nhận. Ghi nhận. Đấy ạ. Ở đây mình nói rất là nhiều về non-current asset register trong trường hợp mọi người chưa học một đây bạn. Rồi ạ. Một tài khoản nữa, tài khoản cuối cùng trong cái buổi hôm nay mình học, trước khi mà sang ngày mai để mình làm bài tập, thì hôm nay mình trang bị hết cho các bạn tất cả các cycle. Tiếp theo là đến bank and cash, tiền mặt, đúng không ạ? Mục tiêu của tài khoản này sẽ là tiền nhận vào thì tôi phải được ghi nhận ngay và không bị mất tiền. Cái rủi ro, cái protect mà tôi cần phải làm đấy là rủi ro không mất tiền. Vậy thì để không mất tiền, hoặc là thì nó sẽ rất là vô cùng không mất tiền, nghĩa là thu tiền bằng tiền mặt thì nó được đảm bảo đảm này, rồi cho vào ngân hàng ngay này, hoặc là các khoản chi thì phải chi đúng người này, đúng không ạ? Như vậy khi mà mình nói đến chuyện nhận tiền nhé, ví dụ mình bán hàng mà thu tiền mặt, thì cái chuyện nhận tiền mình sẽ phải có một cái thủ tục, một cái control activities là mình sẽ check cái tiền nhận được với cả sales. Mọi người còn nhớ nếu các bạn học F3 rồi, chắc các bạn còn nhớ là lúc cái phần mình học cái phần incomplete record, chúng ta hay có cái bài để làm bị mất tiền xong rồi phải đi điều tra sẽ mất bao tiền ấy. Đấy ạ, đấy chính là cái thủ tục mà sau này môn F8 thì mình học, đấy là reconcile, đối chiếu giữa tiền nhận được và sales made nhá. Tiền nhận được thì phải nộp vào ngân hàng, đúng không ạ? Đồng thời là mình sẽ match cái phiếu nộp tiền đấy với cả số tiền nhận trong ngày. Đấy ạ, thì đấy là những cái control over cash receipt. Đối với cả phần control về bank and cash thì chúng ta có mấy cái cần phải lưu tâm. Cái đầu tiên là segregation of duty. Segregation of duty có nghĩa là phân tách trách nhiệm. Phân tách trách nhiệm giữa người nhận tiền và người nộp tiền vào ngân hàng.
và người chi trả tiền, đúng không ạ? Nôm na là kế toán thanh toán thì sẽ khác với thủ quỹ, và thủ quỹ thì cũng lại khác với cái người đi nộp tiền vào ngân hàng, đúng không ạ? Match bank deposit slip đấy ạ, with the cash and check register. Nộp tiền vào ngân hàng xong, người ta cầm cái tờ giấy nộp tiền về thì phải khớp với cả cái số mà ghi ở trong sổ quỹ là đem tiền đi nộp. Đấy ạ. Những cái này thì bình thường không có gì, chị chỉ nói những cái thủ tục nhất định phải làm thôi ạ. Thủ tục bank reconciliation. Bank reconciliation là thủ tục đối chiếu và kiểm tra giữa sổ quỹ và bank statement. Cái này bắt buộc phải làm để xem thêm có những cái sai sót gì và cần phải điều chỉnh ngay. Những cái thủ tục khác như là gì nhờ? Unused check, những cái check mà chưa được dùng đến nhá, thì mình sẽ phải kiểm tra hoặc là mình phải cất đi, phải cho vào két. Đó. Thì những cái này thì ra dùng không mấy khi người ta hỏi đâu, bởi vì người ta không dùng check nữa, đúng không ạ? Tuy nhiên đây là cái mô phỏng để mọi người nhìn thấy là bank check như thế nào. Như vậy chúng ta biết là các cái cycle chính mà chúng ta cần phải nắm được và nó đi như thế nào. Thật ra cái mọi người cần học ấy chỉ là học cái sơ đồ thôi. Thì purchase payroll, bốn là non-current asset, năm là bank and cash. Mọi người nó cứ bị nhảy nhỉ. Đấy ạ. Các bạn phải học 5 cái sơ đồ này. Và mình sẽ mỗi một cycle thì mình sẽ cố gắng tìm một bài. Chúng mình sẽ làm mỗi một cycle một bài. Writing the answer for deficiency. Bây giờ học trước nhá, mai mình làm nhá. Lại chia hai cột. Cái này quen rồi đúng không? Giống audit Brexit thì mình chia hai cột. Một cột là identify and explain the deficiency. Nửa điểm các bạn được cho cái chuyện identify và nửa điểm để explain why do you consider that is a deficiency và recommend cái control. Cái này chính là các bạn viết ra một cái control activity mà các bạn nghĩ rằng nó sẽ giúp người ta overcome cái weakness đó, overcome cái deficiency đó. Vậy thôi ạ. À. Như các bạn sẽ thấy là các bạn cũng chia cột ra mà các bạn sẽ chỉ được một điểm cho một ý, đúng không ạ? Và được chia điểm như thế này. Ok chưa? Rồi, đồng thời thì ngày mai mình cũng sẽ, tại vì bây giờ các dạng bài bây giờ ấy ạ, bao giờ nó cũng là đi từ deficiency sang control và sang test of control như thế này. Được chưa? Ít thời gian chỉ giao bài để mọi người đọc đề bài trước thôi, mọi người không cần phải làm, mọi người đọc đề bài trước nhé. Đấy ạ. Các bạn sẽ xem đây là bài March and June 2017. Dạ. Và câu hỏi mà các bạn cần phải đọc trước cho ngày mai là câu hỏi số 18. Mình sẽ viết ra đây một thứ này. Tối mai mình sẽ đi mấy bài. Nhất là bài này mình cần chuẩn bị vì là trên web nó bé ạ. Nhưng các bạn nếu mà các bạn vừa chị show lên ấy, thì nó sẽ rất là bé và các bạn khó nhìn được cái gì.
Bài scenario 2. Bạn đọc và in trước hai bài này, là hai bài chúng mình sẽ cùng làm với nhau vào tối mai. Đề scenario số 2 của đề December 2020 ạ. Đây ạ, đề này ạ. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng mình sẽ cùng đâu ạ? Dạ, scenario số 2. Thì chúng mình sẽ cùng làm một bài về payroll và purchase. Ok chưa ạ? Còn đề ở bài 18 về cũng về payroll, có một ít về về payroll và về asset register nha, về năng lượng asset. Đồng thời là cái bài này nó rất là tổng hợp, nó có cả những cái tình huống về sales và inventory count và bank reconciliation. Cho nên cái bài này là bài 18 là bài bắt buộc là phải làm, vì nó đi qua được rất nhiều các cái dạng bài. Ok chưa? Rồi ạ. Như vậy hôm nay mình học với nhau phần lý thuyết về internal control system để mình chuẩn bị ngày mai mình làm bài tập. Và khi các bạn đã hiểu rõ tại sao chúng mình phải assess cái internal control system rồi, các bạn cũng sẽ lờ mờ bắt đầu biết được cái cách viết. Tại vì trong Hangout thì đã có dạy các bạn cách viết các control activity rồi, thì ngày mai mình sẽ thử xem là áp dụng vào các tình huống thì mình sẽ làm như thế nào, được chưa ạ? Ok ạ. Có bạn nào có câu hỏi gì trong phần học của mình ngày hôm nay không ạ? Hôm nay mình học chủ yếu là về internal control system, bởi vì đây là cái phần ở trong phần audit planning rất là quan trọng cho phần audit planning. Nhưng đồng thời trước đó thì chị có nói với các bạn về interim audit và final audit nữa, đúng không ạ? Chị ơi, chị cho em hỏi ạ. Đi. Dạ vâng. Chị có thể nói lại cho em một chút về cái ba liên mà đoạn lúc nãy chị nói không ạ? Vì ba liên. Vâng, em thấy chị nhắc đến cả nước ngoài Việt Nam ấy, mà lúc đấy em lại vẫn chưa kê lắm, nên chị có thể nói lại cho em một chút được không ạ? Không, chị không nói gì nước ngoài Việt Nam cả. Ở nước ngoài Việt Nam thì mục tiêu các liên nó vẫn như nhau. Doanh thu, hóa đơn, các bạn viết ba liên. Liên 1 lưu tại cuống để làm bằng chứng là chúng ta đã viết hóa đơn đó. Được chưa ạ? Liên thứ 2, thực ra cái liên 1 chủ yếu là chỉ để giữ ở phòng invoicing để làm bằng chứng là tôi đã xuất hóa đơn thôi. Liên thứ 2 gửi cho khách hàng. Gửi cho khách hàng thì đấy là bằng chứng trong việc là đòi tiền, request for payment. Ở Việt Nam thì chúng ta thêm một cái mục tiêu nữa là liên thứ 2 để họ kê khai thuế, được chưa ạ? Từ đâu vào ấy ạ? Thế còn liên thứ 3 là để kẹp với chứng từ, là kẹp với cả cái bút toán. Cái journal entry của mình là nợ 131 và có 511 ạ. Vậy thì mỗi một liên nó đều có một cái ý nghĩa khác nhau và đều có tác dụng khác nhau, đều có ý nghĩa để cái công dụng của nó là khác nhau. Đấy, thế thôi. Thì thực ra đấy cũng chính là một cái control activities, là các cái liên khác nhau. Phải, tại sao em sẽ nghĩ là tại sao các cái liên kế toán đấy là phải viết cùng một lần, nhưng mà tại sao nó phải được in kiểu giấy than lên như thế, là bởi vì để tránh trường hợp là các thông tin trên các liên này khác nhau. Chị ơi, chị cho em hỏi là lưu tại cuống là gì ạ? Em chưa hiểu cái cuống đấy. Thường em thấy họ kiểu hay lưu vào sổ hay lưu vào giấy, chứ tại cuống vì bây giờ, tại vì bây giờ khi em đi làm bây giờ thì chúng ta đều dùng hóa đơn điện tử, cho nên là em thấy họ lưu vào sổ. Còn trước thì là quyển hóa đơn, nên là quyển hóa đơn thì nó được dính chặt với nhau, mà chị gọi là lưu tại cuống là mình như vậy. Còn bây giờ thì là mỗi tờ hóa đơn thì là in ra là rời nhau, thì họ sẽ giữ liên một lại tại một cái họ đóng tập lại, đúng không? Tại một cái sổ hay là một cái gì đó. Theo em hiểu thì cái hóa đơn thì thường là bộ phận kế toán sẽ xuất, đúng không ạ? Đúng ra thì là bộ phận kế toán tách rời ra một bộ phận xuất hóa đơn, một bộ phận invoicing. Không hẳn lúc nào cũng là kế toán xuất đâu em ạ. Có rất nhiều công ty là hóa đơn là do sale xuất. Vâng. Kế toán là người lưu liên 3 ấy, là cái liên hạch toán ấy, thì đấy là liên kế toán giữ. Bởi vì em hay thấy, em có đọc cái kìa. Cái bài với cả cái sách ACCA ấy, thì cái quy trình thì em thấy thường là
cái liên là sẽ khi mà kiểu liên quan đến công nợ thì kế toán xuất hóa đơn xong rồi chuyển về một là phần một một là về phòng phòng kiểu kiểu về chuyển về cho cái clerk ấy, cho ông clerk sale, còn một bên là sẽ giữ lại phần kế toán và bên thứ ba là chuyển về và kẹp theo cùng ấy để giao cho khách hàng ấy. Thì em lại Khi thường mà em đọc như thế, em cần phải nghĩ là tại sao người ta làm như thế. Ví dụ như tại sao hóa đơn là phải đưa về cho sales clerk để làm gì? Tại sao lại phải đưa hóa đơn về cho phòng kế toán để làm gì? Tất cả những cái action đấy đều có ý nghĩa. Còn nếu nó không có ý nghĩa, có nghĩa là cái control activity đấy bị vô hiệu. Ví dụ như ta viết ba liên đưa về cho sales clerk thì nghĩa là người ta muốn thông báo cho sales clerk biết là hàng đã giao rồi và tôi đã đòi tiền rồi, đúng không? Nếu mà hóa đơn đưa xuống cho kho thì để đảm bảo rằng là kho phải check với cả good delivery note để biết được là cái hàng mà đã giao đi thì đã được xuất hóa đơn rồi, đã đang đòi tiền rồi, bởi vì cái hóa đơn chỉ để nhấn mạnh đến việc đòi tiền thôi. Thế và thậm chí là nếu như mà ông sales clerk nhá, ông ấy nhận được từ kho cái phiếu xuất kho gửi cho sales clerk, xong rồi phòng kế toán lại cũng gửi hóa đơn sang, nhưng mà ông sales clerk này ông ấy không biết là nhận tất cả những cái chứng từ đấy để làm gì, ông ấy vứt cả một đống ở đấy thì cái thủ tục đấy của em cũng bị vô hiệu, đúng không? Mà đúng ra là ông ấy phải xếp theo từng thứ tự, là ông ấy phải match cái hóa đơn với cả cái good delivery note ở kho và cái sales order của ông ấy thành một tập có ba cái tờ giấy đấy cho một khách hàng với số lượng hàng nhìn đến trước, đúng không? Thì lúc đấy mới đảm bảo là người ta đã check được là hàng này đã order rồi, thì đã được giao rồi và đã xuất hóa đơn rồi. Đấy thì đấy là cái mục tiêu cuối cùng của việc là đưa chứng từ đến cho sales clerk. Thế nhưng mà nếu mà có làm được hay không thì mình phải, cái design thì đúng rồi nhưng mà có implement chính xác hay không thì mới cần có kiểm toán viên mà để kiểm tra cái việc đó. Dạ vâng ạ. Rồi, câu hỏi của em là câu hỏi tình huống thực tế, thì ngày mai mình sẽ làm hai cái bài tập kia thì mọi người sẽ xem là chúng ta sẽ apply vào tình huống thực tế, tình huống đi thi của mình như thế nào. Ok chưa ạ? Mọi người nhớ nhá, mọi người chịu khó đọc cho chị trước hai đề bài đấy hoặc là in trước ra nhá để tối mai mình học nhá. Chị ơi, em muốn hỏi nốt câu Rồi. cuối. Em hỏi đi. Dạ vâng, em có băn khoăn ngày trước thì em thì cũng không rõ về chứng từ của với cả quy trình của CU cho lắm ấy, thì em muốn hỏi lại chị là thường thì khi mà mình là bên bán hàng thì mình xuất cái good dispatch note ra ấy, thì trên đấy mới có chữ ký của mình của bên mình thôi đúng không ạ? Thì đến đến lúc mà mình xuất cho khách hàng thì khách hàng sẽ ký vào đấy xong rồi mình sẽ cầm lại cái đấy về hả chị? Hay Ừ đúng là rồi. Em có mua hàng online bao giờ? dạ Không em mua chưa. hàng. Thế thì em phải thử mua hàng online. Em biết xem một quy trình bán hàng rất là đơn giản. Ồ thật đấy. Sau này em học đến môn Advanced Financial Management em còn phải thử chơi chứng khoán đấy. Cho nên là em cứ phải thử đi. Em mới biết được là quy trình như nào. Ví dụ như là một cái sales order nhá. Khi em mua hàng chẳng hạn, người ta mang đến người ta bảo em ký xong người ta có đưa em không, người ta cầm về chứ để làm gì, để người ta lấy bằng chứng là đã giao hàng cho em rồi. Người ta phải có bằng chứng là hàng được giao đúng người bằng cách là bắt em ký vào đấy, đúng không? Thì tất nhiên là cái người bán hàng nó sẽ cầm người đấy về rồi, đúng không? Bởi vì em cầm hàng rồi mà. Dạ vâng, à, vậy thì em đang hiểu là tức là trong sách của F8 nói chung với cả các chứng từ ấy, thì cái good dispatch note này nó sẽ bao gồm cả chữ ký của mình và chữ ký của khách hàng đúng không ạ? Đúng không? Thế còn cái good receipt note là em đang hiểu là cái bên khách hàng thì họ sẽ khi mà họ nhận được good dispatch note ấy, thì họ Khi họ sẽ vào, khi họ nhập kho thì họ sẽ lập phiếu nhập kho. Đấy là chứng từ của khách hàng nhá, không liên quan gì đến ông bán hàng nữa nhá. Chúng ta không biết họ lập phiếu nhập kho như thế nào, chúng ta chỉ đến good dispatch note là xong. Còn cái quy trình hàng vào trong kho là một quy trình khác nhé. dạ vâng thì chị vậy thì chị có thể chia sẻ cho em một chút là thường thì mình lấy đâu ra cơ sở để mình lập cái phiếu nhập kho đấy không ạ? Thường là em đang Lấy hiểu cơ là không biết. sở là hàng nhập vào kho, là em đếm thực sự ý, đếm thực là bao nhiêu thì em lập phiếu nhập kho là có từng đấy hàng vào kho.
Dạ Em đã học chị. F3 chưa? Em học rồi ạ, nhưng phần chứng từ thì em lại không không để ý lắm vì lúc Thế đầu thì em nghĩ nó không quan trọng xin lắm. mời đồng chí đọc lại sách F3 nhá. Chết thật. Dạ vâng. F3 rất quan trọng với môn này bởi vì nó còn là liên quan đến sổ này, liên quan đến chứng từ này, liên quan đến đường đi của figures, cái số nào reconcile với số nào ấy, nên là đến đoạn này rất là cần phải xem lại các cái phần liên quan đến F2 và F3, những cái phần liên quan đến chứng từ mọi người phải xem, nếu không mọi người đọc giải ấy, đọc answer ấy cũng không biết là tại sao người ta viết như thế đâu. Dạ vâng, chị ơi chị em cho hỏi thế Bây thì giờ vẫn còn thời thường gian để đọc. dạ vâng à, thế thì thường mà khi xuất hàng ấy thì khách hàng có bao giờ là bảo với ông bán hàng là photo một cái bản mà good dispatch note để ông ấy cũng làm một cái bằng chứng là hàng đấy thực sự là của ông ấy không ạ? Hiểu ý em hỏi cô này. À, dạ vâng, tức là ý của em là giả sử như là chị là người giao hàng cho em nhé, thì lúc này chị cầm trên tay cái good dispatch note, thì lúc này sau khi em ký vào cái tờ ấy xong thì em hỏi chị là liệu em có thể photo cái tờ đấy hay là photo cái Để làm tờ gì? đấy Tại sao lại cần photo cái tờ đấy? để em đang hiểu là giả sử như là đấy cũng là một cơ sở để làm, để khi mà mình làm thế phiếu nhập kho thì mình cũng thể match hai cái tờ đấy với nhau ấy, thì liệu có trong thực tế có thế không ạ? Thế nếu như cái tờ đấy trong thực tế không như thế, thế nếu như cái tờ đấy nó khác với số liệu em đếm thật thì sao? Cái gì quan trọng hơn? Số lượng Cái ạ. số trên cái tờ giấy quan trọng hay là cái số lượng thật em đếm quan trọng? Số lượng thật ạ. Thì trả lời được câu hỏi của mình rồi đúng không? À, vâng. Thế tất Dạ. nhiên là mình phải đếm chứ không thể nào mình dựa vào cái giấy tờ của cái thằng khác nó mang đến. Thế nên đấy là lý do vì sao chị nói với em là cơ sở là phiếu nhập kho là do người ta tự kiểm đếm, và việc kiểm đếm đấy để đạt cái control objective là hàng nhận vào kho đã được kiểm tra cả về số lượng và về chất lượng và có phải là đúng cái hàng trước đó tôi đã đặt hay không. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Ok rồi, nhớ xem lại F3 ngay nhá, chết thật chứ không quên hết giấy chứng từ rồi, kể cả tên chứng từ từ khi nào xuất cái gì đọc lại ngay nhá. Phần chứng Bây từ giờ vẫn là còn thời gian để học nên là dạ vâng, phải phải học đi. tức là phần chứng từ là em cũng có nhớ là có cái bài á, thì tức là nó sẽ có F2 và F3. F2 và F3. Dạ vâng, em chưa hỏi thai. Thế thì phải phải đi tìm sách F2 đọc, chứ không cần phải đọc quá nhiều. Nhá. Dạ vâng, tức là về phần chứng từ thì là F2 và F3 đúng không Đúng. ạ? Vâng, em cảm ơn chị ạ. Ôi, rồi. Ok, chưa rửa xe pin rồi. Rồi, mọi người nghỉ nhá. Tối mai mình học tiếp giờ này. Mình bị đơn rồi.